Huyện ủy Ngọc Hồi tổ chức trao huy hiệu Đảng cho đảng viên đang sinh hoạt trên địa bàn. Dịp này, Đảng bộ huyện Ngọc Hồi có 9 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng từ 40 đến 55 năm tuổi Đảng. Trao huy hiệu, tặng hoa, chúc mừng các đảng viên, lãnh đạo huyện ủy Ngọc Hồi nhấn mạnh, sau hơn 30 năm thành lập, huyện Ngọc Hồi ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Với thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một năm. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này. Dù tuổi cao, điều kiện hoàn cảnh khác nhau, nhưng các đảng viên luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, mẫu mực trong công tác, đời sống, để cùng với cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân xây dựng địa phương phát triển bền vững. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho Đảng bộ huyện trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển mạnh về kinh tế, vững về chính trị, ổn định về an ninh quốc phòng.